Quyền phát bóng. Điểm 2-1. Đây là hai đội tranh nhất nhì giải bóng 20/11 2018. Xin mời tất cả anh em cùng chia sẻ và xem trận đấu rất là gay cấn và quyết liệt. Thuộc về đội tuyển của Minh Sơn. Thank you.
Cái này được toàn cảnh, ở trên kia chỉ được một phần thôi. Này đẹp này, đẹp. Cả khán giả nó mới đẹp chứ. Mày không có khán giả. Ở đây trên này. Thank you.
Hồng vẫn thua. Hai set à? Không nữa. Không nữa rồi. Chơi chọc kiểu gì? Cái này Minh Sơn đánh chán nhá. Này xít thua giáp trùng. Minh Sơn Minh Sơn này thì tính là thua giáp trùng. Tranh nhau chán quá nhở, năm ngoái làm giành giật nhau một tí một lúc nãy tranh giải ba còn gây cấn hơn năm xét à, nhưng mà trận này phải là năm tháng ba chứ nhở, tháng ba bây giờ 3. Nếu mà xét này thua nữa là tháng tháng hai rồi. Thế vẫn còn tiếp chứ, hai đội mạnh thế mà chẳng biết làm kiểu gì này. Đường Hồng mà ba set sau mà thắng thì vẫn có cơ hội đúng không? Có lắm. Game xong. Ôi trời ơi, bỏ qua set này đi. Đi quay đi set sau. Cái này không gây cấn mấy. Cấn được quả hết rồi, quay gì nữa. Bỏ có mấy giây. Chưa hết à? 24. Đừng lên áp vết đấy chứ. Đấy, bây giờ càng đánh càng hay. Minh Sơn thắng đường một set rồi. Đang dẫn đường một set thứ 2. Dạ. Đánh, bây giờ đánh hay lấy đánh gì? Thank you.
viên tài trợ. Thank you.
Thắng đường hồng 3-0, mình xem vô địch nhé.